Hello tất cả mọi người, Sport Hùng đây. Chúng ta cùng đến với trận bán kết ở nội dung đơn nam. Phía gần màn hình, vận động viên áo vàng, vận động viên Phạm Cao Thắng đến từ Đại học Sư phạm Hà Nội đối đầu vận động viên Trần Đức Hải đến từ Đại học Kinh doanh Kỹ thuật Công nghiệp. Thủ cầu lôi. Điểm 2-0 cho Kinh doanh Kỹ thuật Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp nha. Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Trần Đức Hải đối đầu với Phạm Cao Thắng của Đại học Sư phạm Hà Nội. Trận bán kết đơn 2 là giữa Nguyễn Học của Đại học Sư phạm Hà Nội và Tiến Thành của Học viện Nông nghiệp Việt Nam ở sân phía xa kia. Hùng sẽ qua bên kia live stream trận đấu ở nội dung bán kết. Bán kết đôi nam giữa Đại học Mỏ Địa chất và Kinh doanh Công nghệ, cũng là trường Đại học Mỏ Địa chất là trường của Hùng. Hùng có vai trò là huấn luyện viên. Xin phép mọi người nhé.
bản là nó có ứng cử, nếu mà nó không được tổ chức nữa, khi được thi tổ chức thì nó không được. Thank you.
anh cho hút cho em này. Cái xà đào này giống một cái ngõ cái điện sổ quay của mình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.